lòng xuất trình giấy tờ ra để ban tổ chức chúng tôi xác nhận đúng là bố mẹ của em ạ. Rồi ạ. À, ban tổ chức chúng tôi xin khuyến cáo vì đây là một sự kiện sự cẩn trọng chăm sóc cho các em bé, vì một sự lơ là của chúng ta thì chúng ta sẽ để lạc em bé giống như trường hợp vừa rồi ạ. À, xin cảm ơn. Người khác thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ sao bà Hằng bà sung sướng quá, sao bà không hưởng thụ đi, bà nhiều lời làm gì. Có đôi khi không phải là muốn nói là nói, chứ hồ không có một tờ giấy nào, không có một tờ giấy nào, không có một kịch bản nào cũng không cần thiết. Cho nên là tôi nghĩ rằng là tôi cũng cầu trời Phật thương tôi, cho tôi sức khỏe để tôi còn chăm sóc cho chồng cho con. Sau này còn cuộc đời thì ai cũng có những lúc sóng gió và có những lúc bận bỏi. Thì tôi cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương tôi, tin tưởng tôi, và chắc chắn một giờ tôi đã không làm cho mọi người thất vọng. Chứ Nguyễn Phương Hằng thì dừng cuộc chơi thì dừng trong danh dự, và chơi là chơi hết mình, cháy hết mình với tất cả mọi người, và dừng lại là dừng trong danh dự. Tôi nói để cho những người còn đang trong cơn hoạn nạn họ thoát ra được cái khổ đau đó. Và hôm nay dưới trời mưa của Đại Nam Văn Hiến, tôi nói quý vị rằng tâm linh thì không đùa được đâu. Cái này là tôi nói thật, tôi nói rất là thật, tôi không hề đùa. Và có nhiều người nói rằng là sau khi tôi đụng với lại thầy Minh Tuệ tôi sẽ bỏ mạng, tôi sẽ thân bại danh liệt, tôi sẽ chết bắt đắc kỳ tử, và dùng những lời lẽ rủa xả tôi rất là đau đớn. Nhưng cái điều đó thì không thể làm được đâu, bởi vì sao? Tôi tin chắc một điều là những cái gì mà liên quan tới báo tánh á thì phải mang xuống mạng, chứ còn đơn nhiên tự nhiên thì không thể đâu. Cho nên là tôi phải nói một điều với quý vị như thế này, là kể từ hôm nay, sau cái buổi tối hôm nay thì tôi sẽ rời khỏi cái cuộc chơi drama này, và tôi sẽ đi vào con đường pháp lý. Ai làm nhục tôi, ai sỉ nhục tôi, ai đã như thế nào, tôi sẽ đi vào con đường pháp lý. Bởi vì đó là gì? Đó là danh dự, đó là điều danh dự. Bởi vì tôi hiểu một điều như thế này là quý vị, tôi cân nhắc dữ lắm, tôi cân nhắc nhiều lắm. Tôi tin chắc ở đây tất cả mọi người nghĩ là tại sao con Đinh Lan nó chửi tôi nhiều như vậy mà tôi không lên tiếng. Quý vị biết tại sao tôi không lên tiếng không? Quý vị có hiểu được tại sao tôi không lên tiếng không? Tại vì tôi nghĩ tới hai chữ tù tội nó khổ đau. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nếu tôi thương nó đi tù, tôi được cái gì? Tôi suy nghĩ lắm chứ. Bản thân tôi đi tù quá khổ, tôi đâu muốn ai khổ giống như tôi. Tha thứ được cũng là điều tốt, nhưng đừng đi quá ranh giới là không được. Đúng không quý vị? Tôi nhận chứ tôi không có nhục. Tôi nhận rất là hay, vì bản thân tôi tổn thương quá nhiều rồi, quá sâu sắc rồi. Bây giờ quý vị nhìn thấy không? Tôi đâu phải cái dạng mà loại người không có văn hóa, không hiểu biết. Nhiều người nói là tại sao hôm nay tôi nói chuyện hiền lành quá. Vì vốn cái vốn của tôi không phải là người hung dữ, bởi vì mọi người vồ tôi quá đi, tấn công tôi quá đi, thì bản năng tự vệ tôi đã bộc phát ra, bởi vì tôi không phải là thần tiên thánh mục. Đúng không quý vị? Ai cũng có cái tham sân si, hỉ nộ ái ố rất là đời. Tôi cũng thế thôi. Đâu phải là tôi là bà chủ Đại Nam, tôi không được phép có những lời như người khác chửi tôi. Đúng không? Điều đó là bất công cho tôi. Họ vồ tôi khủng khiếp luôn, một mình tôi chống đối lại tất cả, chống chọi tất cả. Bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ lên mạng xã hội, luật sư nè, một số báo chí nè, rồi kể cả cái tụi phản động núp lùm nè, tìm mọi cách tấn công và hạ nhục tôi. Nhưng thưa với là mọi người rằng tôi chai lì cảm xúc rồi, vì trong tận cùng khổ đau không ai khổ bằng tôi, cho nên tôi chai lì cảm xúc rồi. Bây giờ có nói gì tôi không còn cảm xúc gì hết. Bây giờ có chửi tôi cách mấy tôi cũng không còn cảm xúc. Nhưng tôi nói cuộc chơi pháp lý là gì? Là tôi muốn cho mọi người phải công bằng với tôi. Không có vô lý mà đi chửi tôi một cách quá đáng hết năm này qua tới năm kia. Từ khi cái drama nổ ra năm 2021 cho đến tận bây giờ họ còn vẫn chửi tôi là sao? Tôi nhận tới mức độ mà họ vẫn cố tình chửi tấn công tôi ngày này qua ngày khác là sao quý vị? Sức người cũng có giới hạn, chứ tôi im lặng chứ đâu phải tôi nhục.
Mà tôi im lặng chứ đâu phải là tôi không hiểu biết, tôi không đau buồn, tôi tổn thương lắm chứ. Có khi tôi cảm thấy cuộc đời này sao nó bất công với tôi quá. Riêng thằng Võ Hoàng Yên tôi sẽ khôi phục lại và tôi sẽ kiện nó tới nơi tới chốn. Đó là gì? Đó là danh dự của tôi. Và hôm nay tôi cũng đã hứa với quý vị rằng tôi quốc không trượt phát nào. Thì rõ ràng quý vị thấy không? Tôi quốc không trượt. Nếu như tôi là một con người thiếu hiểu biết thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có đúng không quý vị? Một mình tôi chấp hết. Đúng không quý vị? Nhưng ngày hôm nay mọi người thương tôi, mọi người để cho tôi sống cuộc đời bình yên là mọi người thương tôi đó. Không cần phải ngưỡng mộ tôi, cũng không cần phải idol tôi. Bởi vì cái nơi mà mình cần ngưỡng mộ đó là cha mẹ, ông bà, tổ tiên, cụ quyền thất tổ của mình, của quê hương của mình, đáng cho mình ngưỡng mộ. Còn bà Hằng cũng chỉ là một con người thôi. Có thể là quý vị đồng cảm với tôi, quý vị thương tôi vô cùng biết ơn. Nhưng mà rồi biết đâu một ngày nào đó quý vị sụp đổ về tôi thì sao? Cho nên là đừng có mà hy vọng một cái điều gì quá nhiều để khi mà mình bị thất vọng nên mình cảm thấy mình sụp đổ lắm. Nhưng mà tôi nói với quý vị, tôi sẽ không làm cho quý vị thất vọng đó. Cái điều đó là tôi có thể làm được bởi vì tôi cũng 50 mấy tuổi rồi. Và tiếp theo thì tôi sẽ trả lời những câu hỏi nào quý vị thắc mắc cần hỏi tôi đây, thẳng thắn trả lời, không ngại ra trận. Và tôi cũng chẳng sợ điều gì cả. Và có rất là nhiều câu hỏi mà ngày hôm nay gửi đến cho cô Nguyễn Phương Hằng với quý vị. Chúng tôi hiểu tình cảm của quý vị dành cho Phương Hằng rất là lớn. Tuy nhiên thì ở đây biết bao nhiêu con người, nếu mà trả lời hết tất cả mấy trăm câu hỏi thì không thể đủ được. Nên chúng tôi đã chất lọc ra chọn những câu hỏi mới tiêu biểu nhất và đông đảo khán giả lựa chọn hỏi của Hằng nhất để gửi đến cho Hằng ngày hôm nay. Đầu tiên thì có một bạn Trà My sinh năm 99 thì xin hỏi đuôi là 033 có hỏi rằng là dạ cô ơi, cô cho con hỏi là giới trẻ, bởi vì con là giới trẻ thì giới trẻ ngày nay rất là thờ ơ và vô cảm trước những cái vấn đề của xã hội, và thì mình cần phải làm gì để có thể đánh thức được lòng trắc ẩn trong tim của mỗi người ạ? Câu hỏi này khá hay, cảm ơn bạn nào đã hỏi câu hỏi này. Thực sự á, quý vị biết không, cái người Việt Nam của mình đã hay có một cái phong trào xu hướng. Xu hướng có nghĩa là mình hùa theo đám đông hoặc là mình ùa theo đám đông mà mình bất chấp. Mình phải hết sức tỉnh táo và mình phải nhìn nhận cái sự việc đó bằng cái lý trí và kể cả con tim của mình. Thí dụ như quý vị chưa từng thấy tôi ngoài đời thì tôi có thí dụ thôi. Quý vị đâu có nghĩ rằng là tôi đẹp đúng không quý vị? Nhưng mà thật sự là tôi đẹp đúng không? Cho nên quý vị nhìn hình ảnh tôi, trời ơi sao bà mập vậy, bà xấu vậy, quý vị cũng tin là như vậy. Nhưng mà thật sự tôi đâu có xấu đâu đúng không? Tôi đẹp. Đó, cho nên cái xu hướng đám đông là gì? Cứ thấy một người, hai người, ba người là trở thành một đám đông. Mà đây là gì? Đây là những cái cơ hội để cho những người xấu họ thao túng tâm lý mình. Và kể cả những cái fan gọi là u mê không lối thoát. Tôi nói thật, họ bất chấp. Và họ nghĩ rằng là họ đủ trưởng thành. Thật sự là cuộc đời này đến như tôi bây giờ 50 mấy tuổi đầu tôi trải qua tất cả. Chuyên tiếc một điều với những người đã lớn nhưng không chịu trưởng thành, mặc dù tuổi đời có rồi đó, lớn rồi đó nhưng không chịu trưởng thành là bởi vì sao? Không có chính kiến. Mà đã không có chính kiến rồi thì sẽ bị người khác thao túng tâm lý, và thao túng tâm lý rồi thì mình cứ đi theo người ta mà không biết cái điểm đến của mình là cái gì, lý tưởng sống của mình là cái gì, mục đích của mình là cái gì, rồi á sống bên nào mình xô theo bên đó, xô qua xô lại mình đứng chính giữa. Có một lúc nào đó mình thấy mình chơi vơi, mình mất hết niềm tin trong cuộc đời này là bởi vì mình không có chính kiến, không có mục tiêu sống. Phải học kiên nhẫn và phải biết lắng nghe con tim của mình, nghe phải nghe từ nhiều phía. Và cái giới trẻ hiện nay gọi là đu trend đó, đu trend đó, thì chẳng hạn như bây giờ tôi nói một cái ví dụ, chẳng hạn như vừa rồi cái chuyện mà ông thầy Minh Tuệ, ông sư Minh Tuệ á, rất nhiều đứa trẻ lên chửi cô, nhiều lắm. Nhưng mà cô không biết là họ căn cứ vào cái điều gì mà họ chửi cô. Trong khi đó á, cô không đụng chạm vì là cô ở tù mới về, cô có biết gì đâu. Nhưng cô nói cô quốc không được cách nào là cô quốc ai, hôm nay cô quốc cái đó. Vừa nghe cô thả một cái thôi là bắt đầu nhào vô. Thì đó là gì? Đó là những cái kẻ hở và những cái bẫy để cho bọn xấu nó tấn công. Đúng không? Kêu xuống đường là xuống đường, có phải nó chết không?
nó là một cái gì đó rất nguy hiểm, phải tỉnh táo, phải nhận định được cô Hằng như thế nào, thầy Minh Tuệ như thế nào. Hai người hai lối sống khác nhau, một người ở đời, một người ở đạo. Tôi không đụng chạm vào ai cả. Nhưng tôi nói vòng vòng là tôi đang thả thính xem mọi người phản ứng như thế nào. Và rõ ràng một thời gian rất là ngắn, nhảy đập trượt, coi như trượt tự do, rơi tự do, trượt tự do, và nó tôi quốc nó không trượt thế nào. Đúng không quý vị? Dạ. Và thêm một câu hỏi nữa, khi mà chúng ta nhắc đến cái chủ đề là thông cảm hay vô cảm, thì có một chị Lê Trúc Giang với số điện thoại đuôi là 721 ở khu vực Bầu Bàng, Bình Dương, có hỏi rằng là chị có thể chia sẻ là động lực nào giúp chị vượt qua được tất cả các gọi là nghịch cảnh của mình. Trong cái cuộc đời của chị thì có nhiều nghịch cảnh như vậy, và lúc nào là lúc mà mình nên vô cảm. Cái câu chuyện là thông cảm thì mình đã hiểu rồi, và chúng ta cần phải thông cảm với nhau, mà lúc nào thì mình cần vô cảm ạ? Thật sự ra khi đau khổ thì cái trái tim mình tự động nó rộng mở. Cái người vô cảm á, khi mà họ đã vô cảm rồi đó thì họ dùng lý trí nhiều lắm. Một người sống tình cảm á, chẳng hạn như tôi nói, tôi là người sống tình cảm. Quý vị nhìn thấy không, tôi rất là, phải nói là nếu đó không nói là tôi sang trọng, tôi đẹp đẽ. Nhưng mà tôi luôn cúi xuống với người nghèo là bởi vì sao? Những thứ tôi có được là do trời cho tôi. Còn với người nghèo là cái tình nghĩa cái đồng bào, là máu ruột thịt của mình. Cho nên tôi luôn cúi xuống với người nghèo, mặc dù là có nhiều người đó mà sao nhìn cái bà đó bà dơ giấy hay là bà hôi hám vậy, bà bình dân thì mà sao chị giàu như chị ôm bà, hay là chị để cho bà ôm chị. Không, người ta cũng là con người, mình cũng là con người, mình may mắn hơn người khác, mình phải biết thương người khác yếu đuối hơn mình. Đó là cái gì? Đó là cái trái tim tôi biết rung động trước sự khổ đau của người khác. Mặc dù quý vị nhìn thấy tôi như vậy, nhưng tôi rất gần gũi, rất chân thành và rất là ấm áp. Trời cho tôi biết ơn trời. Mọi người, đất nước này, quê hương này đã cho tôi quá nhiều. Đồng bào này cho tôi quá nhiều. Tôi phải biết thương, biết yêu, biết chia sẻ. Để tôi cười luôn vô cảm. Tôi có thể cho đồng tiền cuối cùng và viên thuốc cuối cùng để cho người ta uống. Mặc dù tôi cũng đang bệnh, nhưng mà tôi bệnh tức hơn. Ngày mai tôi uống, người ta bệnh hơn, uống trước đi. Đó là gì? Đó là cái tình người. Bởi vì khi tôi thấy rằng là có những người họ vô cảm, thật sự họ vô cảm, thì tôi mới nói hai chữ tình người thật là xa xỉ. Và trong cái bài hát tôi có hát đó, hai chữ tình người đau đớn tận cùng ai hay. Có những người họ vô cảm, thật sự là vô cảm. Cái vô cảm nó không được cái gì cho họ, mà khiến cho cái người đối diện họ rất là đau khổ. Hơn nhau là cái tình. Tại sao quý vị ngồi đây quý vị thương tôi thì còn nghe tôi nói? Là bởi vì quý vị cũng từng biết là tôi sống vì mọi người, mà nhất đặc biệt là trẻ em nghèo. Quý vị mới bỏ cả một buổi tối ngồi đây dưới mưa với tôi, đúng không quý vị? Này lắm cô ơi, một con cho cô Hằng cái tên đi mọi người ơi. Có hay là một người nào đó em đi, người có thể là xa vời vợi trong mắt tôi, mà quý vị đã ngồi mưa, ngồi như thế này với tôi, đúng không quý vị? Đó là quý vị cảm được cái tình của tôi đối với nhân dân. Tôi cho đi mà tôi không vô cầu một điều gì để đáp lại. Đó là cái tình. Và tôi nói trong cuộc sống đó, cái tình người là cái quan trọng nhất. Có năm thứ tình mà tôi đã từng nói qua. Thứ nhất là tình yêu, tình thương, tình nghĩa. Rồi một cái tình nữa là mới tới cái tình dục. Có năm thứ tình đó. Mà cái tình người, tình người rồi tới tình dục. Cái tình người là một cái tình thiêng liêng nhất mà con người sống phải biết vươn tới. Có những cái ánh mắt nhìn đồng cảm mà chúng ta phải biết ơn. Và có những cái cử chỉ thay cho lời nói mà mình cảm được là họ đồng cảm với mình. Còn có những cái ánh mắt ghẻ lạnh, lạnh lùng á, đau nhói tim gan. Hay có thể là tại vì tôi sống quá nhạy cảm nên tôi mới hiểu được. Cho nên khi mà tôi còn rất trẻ, tôi đã từng nói với quý vị rằng lúc tôi mười mấy tuổi thôi, tôi nhìn thấy những cái bà mà sồn sồn vào, giống như tôi bây giờ nè, giàu có, đi đứng ăn nói trên đầu trên cổ người khác đó. Tôi nói trong lòng, nếu sau này tôi giàu tôi sẽ không giống như vậy đâu. Vì tôi nhìn những cái hình ảnh đó nó phản cảm lắm. Cho nên khi tôi được trời cho tôi quá nhiều điều, tôi luôn cúi xuống trước người nghèo. Và tôi rất là thân thiện với người nghèo. Bởi vì sao? Nghèo không có tội. Không ai chọn cho mình cái nơi sinh ra, cũng không ai chọn cho mình cái chết đó.
Cho nên tại sao tôi thương mọi người, tôi thương mọi người vô điều kiện, tôi làm được cái gì cho ai không bao giờ mà tôi từ chối. Nếu mà trong khả năng tôi, trong cái điều kiện cho phép, thì tôi nghĩ là cuộc đời này tôi sống có một lần thôi, nó hữu hạn, nó ngắn hạn vô cùng. Lỡ hôm nay tôi không giúp được, ngày mai tôi lìa khỏi cuộc đời này, thì tôi đã bỏ đi một cơ hội để làm người tử tế rồi, đúng không quý vị? Hay quá cậu Hằng ơi. Mình có rất là nhiều cái ý nghĩa và lý do. Hôm nay cô Hằng chia sẻ nhiều ca hát một lần với cô chú anh chị. Cũng là lần cuối cùng cô Hằng like trò chuyện cùng khán giả với cô chú anh chị. Và cái chứng minh quan trọng nhất đó chính là cô Hằng có tới Việt Nam là chỉ đúng không ạ? Và vừa rồi cô Hằng chia sẻ là từ khi mà mình còn nhỏ. Mình đã mong muốn là sau này du lịch thôi, cô chú chị mà. Chứ cô nào cô Hằng không có còn like giao lưu gì nữa với cô chú chị các bạn. Với số điện thoại vui là 0 là ngày cuối cùng luôn đó quý cô chú chị các bạn. Và chị đặt câu hỏi rằng là như vậy thì nên, nào làm cho chị khán giả người hâm mộ cô Hằng đội mưa, đội mưa để xem cuối chương trình luôn quý chú chị các bạn. Để có thể là dám nói lên những cái mặt bên Đài Nam giờ mưa lớn lắm quý cô chú chị các bạn. Như dẫn người hâm mộ nghe cô Hằng nói. Cái điều mà quý vị thấy rằng tôi rất hiên ngang, mặc dù tôi là phụ nữ, nhưng tôi là người giả thân dám nói, dám gói, dám chịu. Là bởi vì sao? Bản thân tôi không xấu hổ với tôi. Đó là điều tôi luôn ngẩng mặt cao đầu. Ôi trời, dối đất nhưng không bao giờ dối được trái tim mình rồi dối với lương tâm của mình. Cho nên là tôi chả có bao giờ tôi biết sợ bất cứ một người nào hay tôi nói một cái gì đó tôi chối. Chơi không chạy, nói không chối là Nguyễn Phương Hằng. Quý vị có thấy tôi ra tòa không? Tôi rất là hiên ngang, tôi rất là bình tĩnh. Bởi vì sao? Lương tâm tôi nói với tôi rằng đó là nạn kiếp của tôi. Thì tôi chơi, tôi thua thì tôi chung. Chứ tôi không phục, tôi không quỳ, tôi không xứng, tôi không khuất phục bởi những cái lá đơn thưa để tôi đi tù. Tới ngày hôm nay tôi về, tôi vẫn được mọi người yêu mến. Còn những người làm đơn thưa tôi đi tù, họ đã được cái gì? Bây giờ giữa hai con người, hai số phận. Một số phận đi tù 2 năm rưỡi, một số phận là vẫn còn rất là hào hùng. Nhưng tận sâu thẳm trong lòng họ, họ biết họ là ai chứ. Làm sao đâu dối được lòng, đúng không quý vị? Tôi đi tù mà tôi đâu có nhục. Đó là điều tôi tự hào, tôi ra tòa tôi đâu có nhục vì tôi đâu có lừa đảo ai đâu. Bây giờ tất cả mọi người nói xấu tôi nè, nói tôi nhiều chồng là tại vì tôi đẹp, đúng không? Dạ. À, nói tôi đủ thứ lắm nhưng mà quên nói một điều là không ai chứng minh được tôi lừa đảo ai hết. Tôi đâu có lừa đảo ai đâu. Tôi đâu có lừa gạt ai, tôi đâu có làm điều gì ngoài cái là tôi đào quá. Và số tôi số hưởng thì tôi hưởng thôi, đúng không? Bây giờ chùa Quy Dũng bỏ tôi cũng có thể lấy chồng khác được, đúng không quý vị? Dạ, tất cả mọi người có nhiều người đàn ông nói là bà Hằng 3 chồng, 4 chồng, 50 chồng cũng không là vấn đề, tại tôi có số hưởng thì tôi hưởng thôi, đúng không? Dạ, dù là như vậy, mặc dù là biết là tôi nói như vậy, nhưng mà riêng bản thân tôi cảm thấy rằng là cái tình cảm mà cô Hằng dành cho cũng rất là nhiều, rất là lớn luôn. Thì có nghĩa đây sẽ là một ưu đãi tri kỷ. Dạ, một hành thì rất là dài luôn. Cô xin nói thế này, suốt cái thời gian tôi đi tù 2 năm rưỡi, anh Dũng gần như là anh vô cảm, anh không tiếp xúc với ai nữa. Vậy thì phải hiểu rằng cái sức chịu đựng của ảnh không hề nhỏ đâu. Bởi vì tôi nói với quý vị rằng là tôi nợ nhân dân một tình thương, nợ anh Dũng một ân tình mà khó mà trả được. Đó là sự thật. Bởi vì với một người vợ như tôi, tai tiếng cũng có, tiếng tâm cũng có, nhưng mà tôi chỉ mắc cười một điều là họ thiêu dệt cho tôi những cái câu chuyện mà chính tôi là người trong cuộc tôi không biết ở đâu ra nữa. Họ dựng lên như một kịch bản, họ gắn ghép vào tôi, nói y như đúng rồi và y như trong ruột nói ra. Tôi nhiều khi tôi đọc xong tôi không biết ở đâu mà họ có thể đem những cái câu chuyện đem gắn ghép lên cuộc đời tôi. Bây giờ quý vị nhìn thẳng vào tôi đi, nếu tôi có những cái nhân cách giả pháp đó thì cô có ngày hôm nay không? Với một con người có khí chất như tôi á, mà với những nhân cách mà họ đem ra họ chà đạp tôi á, thì tôi có ngày hôm nay không? Và tôi có phải là trở thành một người phụ nữ được nhiều người yêu mến như vậy không? Đúng không quý vị? Cho nên nó có tất cả những người họ cố gắng để chà đạp tôi. Nhưng mà tôi với một cái tâm như đó, càng nhấn thì tôi càng nổi lên. Họ biết ai giùm cô. Nhưng mà khi quý vị nhìn tận mặt tôi, nhìn những cái thái độ tôi sống và qua những cái việc tôi làm,
thì làm sao tôi là con người đó được? Nếu nhân cách tôi giả lắm như vậy thì làm sao tôi làm những cái chuyện đó được? Tôi phải tham tiền, tôi phải đi lường gạt, tôi phải đi hút máu nhân dân, tôi phải làm những cái chuyện tê hèn. Bây giờ tôi nói cái đơn giản thôi, không phải là mình đi nói xúc phạm một người khác. Sẵn tôi nói luôn với quý vị, tôi Nguyễn Phương Hằng và bà Trương Mỹ Lan trong cái vụ án Vạn Thịnh Pháp, hai người đàn bà như nhau. Nếu mà nói nhan sắc thì chắc chắn là tôi đẹp hơn bả rồi. Dễ thương à. Và nếu như nói về thông minh thì chưa chắc tôi đã thua bả. Nhưng cái thông minh của tôi là gì? Cái thông minh của tôi là đi kiếm tiền để giúp người nghèo, đóng góp cho xã hội, giúp cho đất nước phát triển, và chưa bao giờ quay lưng với nhân dân. Tôi không có quyền để nói xấu bà ấy, tôi không có quyền kết tội bà ấy có tội với pháp luật, không có tội với tôi. Nhưng nếu mà nói về trình độ và hiểu biết, kể cái nhan sắc, tôi muốn làm gì xấu tôi làm nhiều hơn bà nhiều. Đúng không quý vị? Nhưng tôi không phục vụ cái thông minh đó để làm chuyện xấu. Thành ra tôi trở thành một con người sống có nhân, có nghĩa với đồng bào, với nhân dân và có trách nhiệm với cộng đồng. Tất cả những gì tôi đã xảy ra trong cuộc đời tôi vi phạm pháp luật thì chỉ là chửi vì đam mê thôi. Đúng không quý vị? Rồi tôi thua thì tôi chung. Chứ tôi đã đi lừa đảo ai đâu, tôi chưa làm điều gì sai cả, bằng chứng là cái phiên tòa. Kể cả người ta tặng hoa cho cô trên TikTok chơi, tôi vẫn không nhận. Nếu tôi là người đàn bà tầm thường á, thì hoa người ta tặng tôi không có quyền lấy mà. Mấy trăm triệu đó nó có mua được danh dự tôi ngồi đây không? Khi ra tòa tán là bà Hằng thu lợi bất chính với số tiền có được trên YouTube thì tôi đổi mấy cái quần. Tôi bình thường chứ tôi không hề tầm thường với quý vị. Cho nên những người đánh giá tôi tầm thường thì hơi bị sai rồi. Hãy nhìn tận mặt tôi và xem những gì tôi đã làm cho cuộc đời này đi, hãy phán xét tôi. Còn không ai có quyền phán xét tôi, đó là sự thật. Cho nên ngày hôm nay tôi có một cơ hội để trần tình quý vị là gia đình của tôi, chồng con tôi đã trải qua một sự mất mát hơn 2 năm rưỡi rồi. Hôm nay tôi trở về đây, hôm nay chỉ có hơi 1 tháng thôi. Thực sự là tôi vẫn còn 50-50. Thậm chí kể cả trong giấc ngủ tôi vẫn chưa tin là tôi đã về nhà. Vì 30 tháng nó mạnh tôi quá, mạnh tôi. Thật sự đó, nhiều khi tôi ngồi tôi ăn cơm mà tôi cũng không nghĩ là mình đã phải chịu đựng những điều như thế. Và mình vượt qua như thế, và tôi vẫn kiêu hãnh một điều là tôi có thể tôi vi phạm pháp luật, tôi sai. Cho nên khi vào hỏi tôi sai tôi nhận liền. Và tôi nói với vị nghe đặc biệt một điều là những người mà phản động không bao giờ nhận tội. Không biết họ bám vào một cái gì tôi không biết nha. Không bao giờ nhận mình có tội, chung đủ rồi đi về. Họ tổ chức nuôi họ, họ có những cái mối quan hệ chăn chịch. Còn tôi sai là nhận, chơi là chung. Được không quý vị? Và vừa rồi thì cô Hằng cũng chia sẻ, cũng như là qua đó giải đáp được câu hỏi mà quý vị dành tặng cho cô Hằng, đó là vì sao mà trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, thử thách, nhưng mà cô Hằng cũng đã vượt qua và giữ vững được cái thông điệp khác là giúp đỡ người nghèo. Thì lúc nãy thì đầu chương trình là cô Hằng cũng chia sẻ là có lẽ rằng đây là buổi lên sàn ngày hôm nay mình cuối cùng mình gặp gỡ mọi người đông như vậy, và cô sẽ lùi về. Một lời hứa của cô là cô sẽ dành thời gian cho gia đình, chồng con, cho gia đình của mình, sức khỏe của mình nữa. Thế thì câu hỏi là vậy thì sau nhiều lần như vậy thì cô có suy nghĩ gì đến việc tiếp tục sứ mệnh của mình hay không? Thì chắc chắn là quý vị cũng đã biết câu trả lời là sẽ có, đúng không ạ? Nhưng mà cụ thể thật sự đó quý vị biết không, tất cả những gì tôi nói ở Trại Giam An Phước, tôi chỉ mong mỗi người có một chút thông cảm, đừng vô cảm. Tôi không đả kích ai cả, tôi không nói xấu ai hết, nhưng mà hãy có một tình cảm thật sự đối với nhau. Trong cuộc sống ngoài cơm áo gạo tiền ra, nó còn cái tình nữa, đó là tình người, tình nghĩa đồng bào với nhau, và đặc biệt là chị em phụ nữ. Thương nhau một chút thôi là đã tốt lắm rồi, không cần phải cho cái này cho cái kia mới là tốt. Chỉ là một sự đồng cảm, một cái nhìn sâu sắc một chút thôi thì mọi chuyện nó sẽ tốt hơn. Chứ không phải là tôi nói ra để mà tôi đã phá, hay là tôi nói ra để mà tôi được cái gì. Ở đây tôi đã về đời rồi,
nhưng còn bao nhiêu con người ở đó tội nghiệp người ta lắm. Người ta cần gì? Người ta cần sự đồng cảm để người ta cải tạo tốt, để người ta mong sớm được trở về với gia đình. Đó là sự thật. Chứ còn ghẻ lạnh mà đối xử với người ta như thế thì tôi nói thật, sau đó tôi thấy nó đau lòng lắm. Mặc dù là quy định rất là rõ ràng, tất cả gặp cán bộ phải chào, nhưng mà đâu phải cái chào tạo ra được cái gì. Bỏ qua được thì bỏ qua, tha thứ được thì cũng nên tha thứ, đúng không? Đâu có phải là vì một cái đó mà trời ơi tôi nói thật, hay là tại vì tôi nhiều chuyện quá, hay là tôi không cam chịu được những cái đó cho nên tôi phải lên tiếng. Chứ quý vị biết hiện nay tôi đã về đời rồi, tôi đã sống một cuộc đời và tôi đã muốn lui về rồi, tôi không muốn gì nữa cả. Nhưng mà rõ ràng tôi không biết là sứ mệnh của tôi nó có như tôi mong muốn hay không. Tôi cứ phải bị kêu bên lỗ tai hoài, quý vị ơi, kỳ cục lắm luôn á. Và quý vị ơi, thì dành cho bà Hằng một chỗ này được không ạ? Thế này nữa quý vị, tôi nói với quý vị rằng là tâm linh thì không đùa được đâu. Quý vị có thấy không, hiện nay á, nói một cái câu chuyện rất là nhạy cảm, là hình như là mọi người đều nghi ngờ rằng là có cái thế lực thù địch nó lẫn lộn trong đất nước mình, tìm mọi cơ hội để đánh phá, đúng không quý vị? Nhưng mà tự nhiên ở đâu dắt đầu tới, rõ ràng là họ coi thường tôi, họ nghĩ rằng là tôi sẽ khay cứu sau khi tôi đi tù, hay tôi sẽ ai oán hay là tôi không. Cái nào ra cái đó, con người tôi sòng phẳng lắm. Tôi biết lỗi thì tôi xin lỗi, giống như ông Phan Văn Mãi đó, tôi phải xin lỗi ổng. Bởi vì sao? Để cho mọi người nghĩ về ổng không tốt, để lương tâm tôi thanh thản, thế thôi. Mà một khi mà đã quá đáng với tôi rồi thì tôi phải tự vệ thôi, cái điều đó là tất nhiên. Cho nên tôi nói ở đây, tất cả chúng ta phải hết sức tỉnh táo với những cái thế lực thù địch. Nó hội bè với nhau, nó gọi là hiệu ứng đám đông. Tại sao kêu cô xuống đường cùng với lại fan của ông Minh Tuệ? Thì ông Minh Tuệ ông quá nhiều fan. Bằng chứng là khi tôi vừa nói một tháng thôi là nhảy vào tát như là chửi cô không thương tiếc luôn, chửi thậm tệ luôn, kể cả cái anh mà thích lọc he đó. Trời ơi, chửi cô, sáng nay mới lên một clip chửi cô nữa. Đó, rõ ràng là lại ông đỡ buổi này, mới có khiều một cái thôi là giật tăng rồi không niệm giật nữa. Thì rõ ràng là cô đó cô quốc không được phát nào. Cô đó không muốn rồi mà cứ tấn công cô, buộc cô phải tự vệ. Đúng không? Nếu mà một ngày nào đó quý vị thấy rằng là đã sắp cái ngày đó bà ta bắt tới Đại Nam, bà bị bắt vì cái tội gọi là phản động. Ơ, sao cái bà này mà nói chuyện với bà Hằng? Ủa, bà Hằng có liên quan gì tới bà này không? Có đúng không? Tôi phải quốc là phải chính xác. Bởi vì thứ nhất, tôi tự vệ. Tôi muốn nói cho mọi người biết rằng là tôi yêu nước, tôi thương dân, tôi bảo vệ đất nước, và tôi không để cho họ có cơ hội để đi dụ dỗ người khác. Bởi vì hiện nay tôi là người hiểu rất đông nhiều nhất nè. Nhưng quý vị thấy không bao giờ tôi đi ra đường để cho mọi người phải bu vô. Quý vị có tin rằng một tháng nay tôi trốn ở trong nhà, tôi không dám đi ra ngoài đường. Tôi sợ mọi người bu lại rồi làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Rồi thế là đám đông bu vô làm tạo ra hiệu ứng, để cho bọn xấu lại đưa những cái thông tin lên là bà Hằng xuất hiện. Còn đây là khu du lịch, rất an toàn, quý vị vào đây rất an toàn, không có ảnh hưởng gì, tôi cũng chẳng có vi phạm pháp luật. Còn nếu như tôi âm thầm, tôi nói bây giờ tôi đi thăm thầy Minh Tuệ nè, cũng không có vi phạm pháp luật. Nhưng rồi hiệu ứng đám đông nó xảy ra, làm mất an ninh trật tự, và tụi thế lực thù địch nó sẽ có cơ hội nó tấn công vô. Mà cô nói thật với con á, là ý quý vị khán giả nha, tôi phải nói một điều, tôi rất là bất ngờ khi bà tự xưng bà là tổ chức diệt tinh sai bà tới làm gì với cô. Phải nói là cô nghe xong cô hơi bị đứng hình. Cô nói không, cô nói thì quý vị nhìn cái hình đi, quý vị thấy tôi trả lời rất là lịch sự, rất là văn hóa. Không, sau đó tôi mới nói trở lại thì bà mới đưa tay xuống và nói với tôi rằng tôi đi giải cứu cho thầy ông Minh Tuệ đi. Đó thì quý vị nghe, quý vị tự cảm nhận đi. Còn những fan nào u mê, u lan, u gì đó thì tỉnh táo giùm cái. Đừng có để người ta lợi dụng mình, người ta dùng mình để làm hiệu ứng đám đông, vô tình mình lại quay lưng với đất nước mình. Đó là gì? Đó là tôi muốn nói cho mọi người, tôi thức tỉnh cho mọi người không nên tụ tập nơi đông người. Và tất chắc chắn một điều là cho tới ngày tôi lìa khỏi cuộc đời này, tôi cũng không bao giờ quay lưng với đất nước này và phản bội lại tổ quốc này. Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay
đất nước này cho tôi, nhân dân này cho tôi. Tôi chỉ muốn xin được làm người tử tế để giúp lại cho cuộc đời. Có được không ạ? Thưa quý vị, như vậy là mình cũng đã hiểu rõ được câu chuyện của Hằng rồi. Thế bây giờ mình quay trở lại với câu chuyện ban đầu. Thưa quý vị, cùng đã gặp gỡ với cô Hằng và chú Dũng để nói về cái việc là chú Dũng đã trao chứng nhận là ủy quyền. Từ nay là cô Hằng sẽ có thể là tiếp tục hành trình này. Thì ở đây có rất là nhiều anh chị lúc nãy khi mà trong nhà nghỉ lao á, thì anh chị cũng mới tổng nơi để mà nói là MC ơi, tôi ngày hôm nay từ rất là xa, Cần Thơ đến, từ An Giang đến Bạc Liêu, Cà Mau đến rất là đông luôn, và chia sẻ mà rất là đông rồi, được chia sẻ. Thì ngày hôm nay cũng có những anh chị hỏi rằng là ở trong tương lai thì không biết là về cái việc mà mổ tim. Thì kính thưa quý vị rằng là tôi với anh Huỳnh Huy Dũng có bàn với nhau là khi mà sinh cháu Hữu ra đời á, thì hai vợ chồng có hứa với nhau là làm cái thiện nguyện mổ tim cho các cháu nghèo bệnh tật cho đến năm cháu 18 tuổi. Thì bây giờ là còn 6 năm nữa đến năm 2030. Thì phải nói một điều là trời cũng thương, tất cả những gì chúng tôi làm hình như là có một cái sự bù trừ. Cứ đau khổ cái mặt này thì cứ lại may mắn được cái mặt khác. Thì suốt hơn 2 năm rưỡi qua đó thì quý vị cũng biết là một mình anh Dũng chống chọi. Từ trong ra bên ngoài, anh Dũng một mình cái là lo trong lo ngoài hết. Thế khi tôi về tới thì anh Dũng nói với tôi biết rằng là công ty Đại Nam không còn nợ nữa. Thì đó là cái điều tôi mừng nhất. Và cái thứ hai nữa đó là với cái tài sản chúng tôi có được, chẳng hạn như có bây giờ có nhiều người hiệu ứng là tẩy chay Đại Nam rồi quay xe với Đại Nam. Cái đó không quan trọng đâu quý vị. Quý vị nghe anh Dũng nói không? Cái nơi này là một cái nơi để lại cho nhân dân và trường tồn mãi mãi. Có nghĩa là chúng tôi sở hữu nhưng không sở hữu, nó thuộc về nhân dân. Và tất cả những gì tài sản của chúng tôi có được, dù không có Đại Nam này, khu du lịch này vẫn bảo đảm được 6 năm vẫn có tiền lo cho các cháu mổ tim. Đúng mà. Quý vị đến đây là quý vị đóng góp để cho chúng tôi làm nhiều hơn. Còn quý vị không đến đây, chúng tôi vẫn bán cái tài sản chúng tôi có được, hình thành được. Như anh Dũng từng chia sẻ, 45 năm qua anh Dũng đã lao động rất là cực khổ để có ngày hôm nay. Riêng cái Đại Nam này chúng tôi có cũng như không, bởi vì anh Dũng đã tuyên bố rằng là tất khả xâm phạm, khả đời ấy cho đời đời kiếp kiếp, để là một Huỳnh Huy Dũng cả một trọn một cuộc đời cống hiến cho Đại Nam. Quý vị thấy có thương anh Dũng hay không ạ? Một người đàn ông làm việc tận tụy để cái cuối cùng lại là để cho đời. Và tất cả những cái tài sản mà hình thành được thì chúng tôi sẽ bán ra, nếu như không đủ. Ví dụ như bây giờ cô có một cái đại nguyện là một năm cô sẽ cứu 1.000 trẻ em, từ bệnh tim cho đến ống tủy não cho đến hủy giờ vàng. Mà trong tình hình kinh tế khó khăn á, thì không gì bằng tấm lòng. Ví dụ bây giờ tài sản của cô 10 đồng, của tôi 10 đồng, tôi có thể bán 7 đồng, 6 đồng, 5 đồng, miễn làm sao có để tôi giúp dân thôi. Được không ạ? Đâu phải nhất thiết là phải để đóng tiền trước mặt tôi mới làm. Những cái gì tôi nói ngày hôm nay có trời đi biết, đất biết, vợ chồng tôi biết, hy sinh tất cả, không một lời kêu than. Mặc dù là bị trù dập tơi tả nhưng vẫn một lòng vì dân, cố gắng giúp được. Vì ai đã từng ở trong những cái đoạn trường mà có những đứa con bệnh tật đó. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe tại sao cái quỹ mổ tim ra đời. Thì tôi sắp tới đây tôi sẽ kể quý vị nghe, cho nên tôi sẽ bảo đảm với quý vị rằng là trong 6 năm tới, kiểu gì vợ chồng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp những trẻ em sinh ra kém may mắn. Hoàn cảnh nào chúng tôi cũng cố gắng, hễ chúng tôi cố gắng thì tự nhiên quy luật của cuộc đời, quy luật của vũ trụ cho đi thì sẽ nhận lại được. Đó là sự thật đó quý vị, đó là tâm linh là có thật đó quý vị. Dám cho thì là dám có, nó lạ như vậy đấy. Hết thì lại đầy, hết thì lại đầy. Hôm nay không có, ngày mai cũng có để giúp cho đời. Đó là tâm nguyện của vợ chồng tôi. Không nói sao gì hết, những gì anh Dũng anh đã cống hiến với cuộc đời này. Ảnh là người ít nói, khiêm tốn. Và 2 năm rưỡi nay gần như là ảnh né tránh tất cả. Quý vị nhìn thấy rồi đó, đó là câu trả lời là sẽ không giới hạn. Tất cả những trẻ em mà bệnh tim sẽ được cứu giúp. Trong một cái phạm vi mà những cái tiêu chí mà cô chú đưa ra sẽ được cứu sống dù là bao nhiêu tiền. Vì là cái mạng sống và trẻ em là mầm non của tương lai, cho nên chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức những gì có thể
Dạ, xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, như vậy là quý vị cũng hiểu rõ hơn về câu chuyện thiện nguyện của cô Hằng, của chú Dũng rồi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay mình có rất là nhiều câu hỏi đặt cho cô Hằng. Thì nhân đây, chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị là về khu du lịch Đại Nam này thì vẫn đang tiếp tục là miễn phí với Hồ Cổng cho đến hết năm 2024. Và trong tương lai thì chúng tôi cũng chia sẻ là chúng tôi sở hữu nhưng mà không sở hữu, nghĩa là thế này là tài sản của toàn dân của xã hội, là một cái di sản để lại cho con cháu đời sau. Dạ, và thêm một câu hỏi nữa cũng được gửi đến cho cô Hằng, đó là bây giờ mình hướng về tương lai rồi, thì mình hướng về gia đình, hướng về sức khỏe, rồi hướng về tổ ấm của mình, thì không biết là trong thời gian tới khi mà khán giả sẽ ít được gặp cô thì đâu đó nghe câu này cũng khá là buồn đúng không quý vị? Khi mà cô nói rằng là sau hôm nay thì có lẽ là cô không tổ chức nữa thì quý vị có buồn không ạ? Thế là nếu như mà khán giả không gặp cô thì sao ạ? Thì cô cũng sẽ đi trong khu du lịch. Dạ. Cô đi khảo sát rồi cô sẽ đi chơi, và đặc biệt là ngày rằm với mùng 1 á, 15 với 30 á, thì cô với chú thường đi cúng. Thì mọi người gặp cô sẽ vào ngày đó thì có thể là gặp cô. Dạ, vậy quý vị có thể đến với khu lịch Đại Nam và có thể gặp trực tiếp cô Hằng, chú Dũng quý vị nha. Đồng ý không ạ? Dạ, và có lẽ là trước khi đến với những phần chia sẻ tiếp theo thì cũng có một số quý vị khán giả ở đây cũng muốn là ngày hôm nay bên cạnh việc là lắng nghe cô tâm sự chia sẻ nãy giờ là cũng hàng giờ đồng hồ để hiểu cô hơn rồi, và được trực tiếp gặp cô ở đây, một cơ hội rất là hiếm có, và họ đi rất là xa để thể đến được nữa, nhưng mà họ cũng muốn là được lắng nghe cô có thể gửi đến một vài ca khúc này để mình có thể không khí ngày hôm nay nó đang hơi chậm lắm đúng không ạ? Mình sôi động hơn được không ạ thưa quý vị? Dạ, trước khi mà để đi hát một bài hát thì tôi cũng chia sẻ với quý vị như thế này nè. Quý vị biết một người phụ nữ như tôi mà khi tôi đau khổ đến tận cùng bằng sự khổ đau thì tôi chỉ có một cách duy nhất là gọi tên mình. Và tôi luôn nhớ tới những hình ảnh những đứa trẻ mà mổ tim ở trong bệnh viện, rồi những đứa trẻ mà bị thằng Võ Hoàng Yên nó bẻ tay bẻ chân, thì tôi nhìn những cái hình ảnh đó thì tôi rớt nước mắt. Rồi tôi tự nói với lòng là thôi thì bao nhiêu cái khổ đau ra để cho tôi gánh hết cho. Thì tôi vượt qua, vượt qua bằng cái là mình chịu đau cho người khác. Đó là những cái mà tôi vượt qua, và tôi đã gọi tên tôi trong tận cùng mà khổ đau. Đó là sự thật đó quý vị. Dạ, ở đây thì quý vị ơi, Hồng khóc luôn, những giọt nước mắt đã rơi rồi. Rồi, dạ, giọt lệ đã rơi rồi quý cô chú anh chị các bạn. Đó là những cái cảm xúc rất là quý vị biết. Còn like đi quý cô chú anh chị các bạn. Một con người chia sẻ với tay giùm em cái quý cô chú anh chị các bạn. Chịu đựng, phải chịu và đựng tất cả. Tôi không ăn mài tình cảm của người khác vì tôi có lòng kiêu hãnh. Nhưng mà đó là những cái mà tôi bắt biếu. Tôi bắt biếu để mà tôi vượt qua, có nghĩa là tôi chấp nhận khổ đau cho người khác hết khổ đau. Tôi chấp nhận hy sinh cho người khác bớt đi một phần nào đau khổ. Thì đó là mục đích, là giống như là một cái để tôi bám biếu, để tôi có sức mạnh để hy sinh. Đó là sự thật. Tôi nói giữa trời chứng cho tôi, nếu như mà tôi không có một trái tim nhân ái, không có một sức lực phi thường, thì có khi tôi đã gục ngã. Tìm một cách để tôi bám vào cái lý tưởng đó để tôi sống và tôi tồn tại ngày hôm nay. Và sau khi được trở về đời thì tôi lại thực hiện lý tưởng nó. Và tôi muốn nói với anh Dũng một lời nữa là tôi cảm ơn, thật sự tôi cảm ơn anh Dũng đã hiểu và chia sẻ với tôi. Vì tôi là tác giả của cái buổi mổ tim này. Thì hồi nãy có một bạn hỏi là tôi đã vượt qua bằng cách nào, thì tôi cũng muốn nói lại là chính những cái hình ảnh đó khiến cho tôi mạnh mẽ để tôi vượt qua. Mặc dù nước mắt tôi rơi nhưng mà trong tôi rất là mạnh mẽ. Tôi phải sống, và sống như thế nào, sống để giúp đời, giúp người, kể cả ngày mai là ngày cuối cùng, thôi cũng phải sống để giúp mọi người, đó là sự thật. Dạ. Quý vị ơi, phút này thì phải nói là khi mà cô Hà được ngồi ở đây, cận cảnh cô Hằng á, rất là sát như vậy, thì nghe cô Hằng chia sẻ, và những giọt nước mắt cô Hằng rơi thì cảm giác rất là xúc động. Bởi vì không phải ai sinh ra trên cuộc đời này cũng được may mắn cả. Và nếu có sự vô cảm thì đâu có ai được giúp đỡ đâu. Nhưng nhờ sự thông cảm, biết sẻ chia mà cô Hằng cũng như chú Dũng và Đại Nam đã lập nên chương trình Trái Tim Hằng Hữu, và rất nhiều những cái chương trình thiện nguyện giúp đời giúp người mà cô cũng chia sẻ là chính bởi vì những hình ảnh mà giúp được cho trẻ em như vậy đã khiến cho cô mạnh mẽ hơn và tin tưởng vào cuộc sống của mình hơn, để mình luôn luôn có động lực là mình sát cánh giúp đỡ người nghèo. Thì thôi thưa quý vị, bây giờ
là cảm xúc xúc động như vậy, mà chúng tôi cũng không muốn là cái không gian hôm nay nó bị buồn xuống, bị trùng xuống, đúng không ạ? Dạ, thì ở đây là có sẵn một chiếc micro để có thể gửi đến cho cô Hằng ngày hôm nay. Mình có một vài ca khúc để quý vị ở đây mình cùng lắng nghe cô Hằng hát, cô Hằng hát, và cũng như là quý vị có thể là hòa chung nhịp điệu được không ạ, thưa quý vị? Và nếu mà được á thì cho phép chúng tôi là nhìn thấy những ánh đèn flash của quý vị được không ạ? Mình bật ánh đèn flash điện thoại của mình lên, dạ, để cô Hằng nhìn thấy. Và cô Hằng không còn bóc nữa được không ạ? Dạ, tình cảm mọi người dành cho cô Hằng rất là lớn lao luôn ạ. Dạ, cũng chính vì những cái điều đó mà giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi vượt qua tất cả để tôi bám lấy lý tưởng, đó là lý tưởng sống. Nếu mà